Chào các bạn, hôm nay gặp lại các bạn với món kem túi bơ. Để làm món này, ở đây mình có là 3 trái bơ, là 800g. Cái này là bơ sáp á, thì bơ các bạn nên để cho nó chín mềm thì nó sẽ ngon hơn. Trong ca là nước sôi nè, mình dùng là nửa lít. Còn đây là 150g đường. Sữa đặc có đường nữa ha. Thêm một hộp sữa chua nữa nè, rồi một ít bọc và dây thun. Đó, nguyên liệu đã xong. Bây giờ thì mình mời các bạn cùng làm ha. Đây là nửa lít nước sôi, bây giờ nó còn hơi nóng nè, thì mình cho đường vào mình khuấy cho nó dễ tan. Rồi mình cho sữa đặc vào luôn nè. Sữa đặc thì mình dùng hơn nửa hộp, khoảng 200ml đó. Lượng sữa đặc thì các bạn có thể tăng giảm, tùy theo mình thích béo nhiều hay ít ha. Mình khuấy cho đường sữa nó tan đều ra hết như vậy là được nè. Xong phần sữa, tiếp theo thì mình sẽ đi cắt bơ. Bơ mình chẻ đôi ra nè. Bơ các bạn nên chọn cái trái dài á, thì cái phần thịt nó sẽ nhiều hơn. Mình lấy cái hạt ra. Mình lột vỏ luôn cho nó nhanh. Hoặc là các bạn lấy muỗng á, mình nạo ra cũng được ha. Bơ chín nó mềm lắm luôn nè. Lột bơ xong thì bây giờ mình dùng dao á, mình cắt ra nhỏ nhỏ để mình xay cho nó được mịn hơn. Đây, cắt bơ xong thì bây giờ mình sẽ cho vào máy mình xay. Bơ sáp nó chín nó dẻo lắm luôn các bạn. Đây là sữa chua. Mình cho sữa chua vào để mình xay chung với bơ luôn. Rồi cái hỗn hợp sữa đường nè, mình cho vào đây một ít để cho nó có nước, nó dễ xay hơn. Trong lúc xay nè, lấy muỗng mình đảo đảo với phía trên để cho bơ nó thật là mịn luôn thì mình làm kem nó mới ngon. Bơ xay xong mình cho qua đây ha. Xong thì tiếp tục á, mình sẽ cho cái hỗn hợp đường sữa lúc nãy mình pha đó. Mình cho vào từ từ để mình trộn luôn. Cho vào từ từ như vậy thì mình trộn nó sẽ đều hơn. Khuấy xong nè các bạn, thì nó sẽ ra một cái hỗn hợp sành sạch như vậy. Đó, vậy là được ha. Bây giờ mình sẽ cho bầu bịch. Ở đây mình dùng cái bọc mà để đựng da ua nè. Mình gót bơ vào đến 2/3 bịch chừng này nè. Rồi mình ép cái miệng bọc lại. Đó, mình xếp rồi mình cột nó.
À, các bạn nhớ cột cái dây thun nhỏ nó sẽ đẹp hơn ha. Đó, mình làm như vậy nè các bạn, nó vừa nhanh mà cái bọc kem của mình á, nó căng tròn nhìn nó rất là đẹp. Đây kem bơ đã vô bịch xong hết rồi, nó cũng được nhiều lắm nè các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cắt vào ngăn đá tủ lạnh để cho nó đông lại. Kem bơ mình đã để cho nó đông lại rồi, giờ mình cắt ra mình thưởng thức. Đây nhìn hấp dẫn chưa nè, mời các bạn. Kem ăn thì dẻo mềm, béo và rất là thơm mùi bơ. Các bạn nhìn ngon chưa nè. Mình ăn nguyên bịch hoặc là các bạn cho vào chén để mình múc như vậy nè. Kem mềm dẻo lắm luôn. Kem ngon lắm các bạn. Món này các bé rất là thích đó. Có thời gian thì các bạn hãy thử ha. Đến đây thì cái món kem túi bơ của mình đã làm xong. Mình mời các bạn đăng ký kênh để theo dõi được những video mới nhất. Cuối lời thì mình xin cảm ơn. Mình chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.